iPhone Lock. Anh em khi mà có xài iPhone Lock là rất là sợ khi ghép sim nha. Nhưng mà yên tâm, chỉ cần 2 chạm thôi là đã ghép được thành công cái sim ghép cái iPhone Lock này. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn em từ E đến Z cái ghép sim cho iPhone XR iOS 17 này bằng sim ghép Pro New. Chỉ cần 2 chạm thôi là anh em bao lên sóng nha. Rồi anh em lắp vô như vậy. Mình trước hết là anh em check nhà mạng đi, mình cái link mình đỡ bên dưới nha. Rồi gặp vô bỏ cái phim chiều này, anh em thấy chữ Pro nào, rồi bỏ vậy. Từ XR trở lên thì nó bất tử nha anh em. XR đến 11 Pro Max là ngon nhất luôn. Xài như quốc tế luôn nha anh em. Đó, anh em chờ nó lên chỗ này cỡ sóng này mới bắt đầu làm. Nhớ nha, cái 3 mục nè, select career, rồi mod setting, rồi save and run, rồi làm bất cứ thao tác nào cũng phải là save and run. Nếu mình nó lên chậm quá thì đó, như vậy là được này. Mình chọn vô select career, bắt đầu thao tác 2 chạm nha, anh em chọn vô. Cái này là mình đã chết rồi AT&T nên mình chọn AT&T LTE này, của Việt Nam mình chọn LTE thôi. Này chưa được thì làm lại nè, nếu mà làm lâu quá thì mình phải làm lại nha. Này, lâu quá thì nó sẽ mất nha, mình bấm, nếu mình lỡ sai á mình bấm sao gọi lại này, chọn select career. Một chạm là AT&T này, chạm thứ hai là save and run nè. Bấm vào rồi đó, tự động nó vô. Rồi tiếp theo anh em vô cài đặt này. Cài đặt rồi di động. Bật dữ liệu di động và chuyển vùng lên nha. Tắt cái voice LTE này, nếu mà anh em mà đỡ cái voice LTE này thì nó hay bị lỗi tin nhắn với kiểm tra tài khoản rồi rất là nhiều nha. Rồi. Bây giờ tiếp tục mình lại tiếp tục load IPC luôn. Bây giờ là nó chưa có điểm phát wifi, FaceTime, iMessage gì đâu nha. Mình nó fit full tất cả luôn, Google Maps rồi TikTok Shop luôn nha. Vô cài đặt rồi ứng dụng sim. Cái chữ load IPC này. Đó, rồi bấm chấp nhận. Rồi nó sẽ dâng ra màn hình chính nha. Cái điểm mạnh của sim ghép mình là cái này rõ ràng đã đang có mật khẩu màn hình này. Nhưng mà mình vẫn load IPC được nha. Những cái sim ghép khác là phải tắt mật khẩu màn hình và phải ghép ở mod TMSD mới được nha. Rồi mình chờ chỗ này nó tiếp tục mà có không có wifi này, mình bấm tiếp tục. Đó. Tiếp tục nè. Bấm chữ tiếp tục. Anh em chờ một tí nha. Để vô này lại. Rồi kéo xuống cầu không tắt cập nhật phần mềm khó lại. Rồi mình tùy theo cái máy mà nó 45 giây 1 phút nó mới xong nha anh em. Rồi cái sim ghép Pro New này mình giới thiệu cho anh em luôn, là một sản phẩm của Hai Kẹt. Bên team Pro New mình đặt hàng Hai Kẹt nha. Hai Kẹt là nhà sản xuất sim ghép hàng đầu thế giới luôn nha. Đó, là mình Hai Kẹt là bên đó nó làm 5G, nó test sim cho Hai Kẹt. Bên Trung Quốc thì nó sẽ xài 5G, còn mình là xài 4G thôi. Chứ 3G, 4G, chỗ có 4G không, chỗ không có. Nên đó, là cái sim ghép mình test rất là kỹ bên Việt Nam nên giữ sóng tốt và ổn định. Anh em thấy cái thao tác mình nó sống không? Chọn mạng rồi kích sống rồi rất là đơn giản để cho anh em sử dụng nha. Không có, bởi vì cái nhu cầu người Việt Nam mình như vậy nên team mình nó sẽ làm như vậy. Sim ghép này bán 150.000 nha. Anh em mối lái thì liên hệ mình này để cho buôn bán bảo lời nha. Như vậy là xong này. Rồi. Dạ là xong nha anh em, nó báo IPC done nè là xong, rất là ok luôn. Và mình chỉ anh em kiểm tra lại chỗ này này, mình vô chuyển vùng dữ liệu mình tắt này, mà nó vẫn có 4G là ok nha. Là mình đã làm xong rồi này, nó sẽ có FaceTime này, nó có điểm truy cập này, có iMessage này. Đó, nó đang kích đó, sim có 4G và phải có 2.500 mới được nha. Đó là đó. Rồi tiếp theo nó sẽ nó sẽ bị mất thông báo với xem màn hình mình. Bây giờ mình fix lỗi luôn. Fix lỗi pin iOS 17 này nó đơn giản cực kỳ luôn nha. Yêu cầu đầu tiên của anh em ở đây, group Facebook mình mời anh em vô chơi nha. Cái yêu cầu đầu tiên là phải ở màn cùng một cái trang này. Đó, cái app cùng một trang. Rồi bắt đầu mình bấm vô chữ tìm kiếm này, đè vô một cái. thì nó sẽ rung ở sửa màn hình chính á, mình bấm trong cái nào cũng được, phải cùng trang nha. Mà kéo từ bên trái qua bên phải nha anh em, kéo xuống nè, rồi kéo từ bên trái qua bên phải. Đó, giữ 2 giây là xong. Như vậy là xong nha. Chào anh em, chúc anh em vui vẻ. Như vậy là fit xong rồi đó. Còn đây group Facebook mình mời anh em vô chơi nha.